Ý tưởng đô thị sinh thái thông minh với không gian xanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, hướng đến phát triển bền vững đã xuất hiện và phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới gần hai thập niên qua. Tại Việt Nam, khu đô thị Eco Park được biết đến là nơi mang đến nhiều không gian xanh. Cùng với đó là việc tích hợp công nghệ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường bất động sản và hướng đến phát triển bền vững. Gia đình mình thì đã có một thời gian sống ở nước ngoài gần 10 năm và gia đình mình mới trở lại Việt Nam cách đây 6 tháng. Và khi mà trở lại Việt Nam thì sau một tháng thì mình đã quyết định là chuyển sang Eco Park ở. Gia đình mình có 3 con, bạn đầu nhà mình là 6 tuổi, tức là vào cấp 1, còn hai bạn sau là sinh đôi 4 tuổi. Chính vì vậy là mình muốn lựa chọn một cái môi trường sống mà trong đó con gái đầu của mình có thể đi học gần nhà nhất có thể và hai con trai của mình, các bạn 4 tuổi có thể có thời gian nhiều nhất vui chơi ngoài thiên nhiên. Bởi vì cái không gian công cộng ấy là sự hưởng thụ của cộng đồng và chính sự hưởng thụ đó nó lan tỏa là người ở khu đô thị A và người khu đô thị B nó có sự lan tỏa đến nhau và nó tạo nên sự thân thiện giữa con người với con người và thân thiện giữa con người với cộng đồng xung quanh. Ngoài việc tạo những không gian xanh, khu vui chơi cho các gia đình, đặc biệt là các em nhỏ, thì việc tích hợp công nghệ thông minh trong các khu đô thị sinh thái cũng được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Điều này vừa mang đến sự phát triển bền vững, vừa tạo ra nhiều giá trị về tiện ích, an ninh, an toàn. Yếu tố an ninh, an toàn là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong việc quy hoạch kiến trúc của sản phẩm biệt thự đảo Eco Park Grand. Tất cả cái hệ thống an ninh được đảm bảo trên 3 tầng lớp khác nhau. Hệ thống đảm bảo an ninh 24/7, hệ thống đảm bảo an ninh trên mặt nước và hệ thống đảm bảo an ninh trên từng căn biệt thự riêng biệt. Do vậy là các cái chủ nhân ở trong khu biệt thự đảo Eco Park Grand thì hoàn toàn có thể yên tâm về cái sự an ninh, an toàn trên khu biệt thự của mình. Việc tích hợp công nghệ thông minh vào khu đô thị sinh thái đang là xu hướng để tạo ra các sản phẩm bất động sản nằm trong phân khúc cao cấp. Sự góp mặt của những sản phẩm bất động sản này mang đến cho thị trường sự đa dạng về nguồn cung trong năm 2020, đáp ứng xu hướng sống xanh, chất lượng của thế hệ cư dân hiện đại.